lại bốc phốt trước đi. Dạ. Chào các bạn, bữa nay là sinh nhật của mình. Mình với mẹ mình đi lại đằng chợ Khóc Phước đó, mình mua cái bánh sinh nhật. Đó, tới ngã tư rồi. Yes, today is my birthday, so we are going to Khóc Phước and getting a cake for me. Đây, mình đi tới Khóc Phước rồi đây các bạn. Chợ Khóc Phước đây, chợ Khóc Phước ở Mỹ đây. Mai nó đi vô chợ mua bánh này các bạn. Cái bánh này small cake. Cái bánh này được các bạn nhỏ xíu. Chocolate đó. Chocolate. Cicola chocolate cake. Các bạn mình mang đeo bông để đi ăn hàng. Chưa sạn bữa nay chưa sạn dữ. Bữa nay diện dữ. Diện chút xíu. Yeah. We're getting dressed up so we can go eat at the restaurant for my birthday. Đẹp quá ta. Cảm ơn mẹ. And you're crossing the bridge here to the other side. The restaurant is on the other side of the bridge here. Hello, các bạn, mình tới nhà hàng rồi các bạn. We are here. The restaurant's on the side here. On this side. Giờ này người ta đi ăn ở nhà hàng. Qua là tới nha. Đây nhà hàng Song Chong. Tới rồi. Giờ này xe nhiều quá rồi các bạn. Mai nó trả tiền rồi đặng đậu xe đặng mới vô nhà hàng ăn được. Nó trả tiền nữa. Ở nhà hàng đó các bạn. Tới nhà hàng rồi, ngoại lạnh quá. So cool đó. Order đồ ăn rồi, đồ ăn ra rồi đây nè. So we're at the restaurant and the food has already come out. So here's our food. Đó, đồ ăn của mình đây nè. Cái này nghêu xào với gừng. Clams stir fry with ginger and scallion. Đây là rau muống. Hollow vegetable stir fry with garlic. Còn đây là cá này gọi là cá lưỡi trâu. Hấp gừng với hành, quá chừng hành các bạn ạ. Yes, this is a very big sole fish steamed with ginger and scallion. It is huge. Yeah, mình ăn không hết đâu. We cannot finish this. Chờ 1 tiếng mấy, 2 tiếng ngồi. Yeah, chờ lâu các bạn. Chờ 1 tiếng, 2 tiếng, we have to wait quite a while for the food. Cá bự quá trời. Hến à, nghêu nè, nghêu. Tôi muốn xào. Nghêu xào đây. Đây con cá này rất là bự. Con cá này 40 đô á các bạn. Wow. Ăn gừng ấm. Có gừng luôn ngon á. Yeah, gừng với hành quá chừng. It's good mom. Good. Ở Alaska. Cá này ở Alaska. Mà cá này là cá biển thôi nè. Biển tại vì mới mắc á. Hoa hến này cũng bự quá, mày ăn hến đi mày. Wow, con này bự nè. Đây, con clam này bự nè mẹ. Wow. Rồi,
ăn thử coi có dai có ngon không đó. Cứng quá nè. Cứng nó hơi dai, nó dính vô cái vỏ dữ lắm. Không biết sao con này nó dính vô. So it is I don't know why, but this clam is quite chewy. It sticks to the shell, the clam shell. Dai quá chừng luôn. Các bạn ơi, mình ăn no quá chừng rồi, bây giờ mình ăn không có hết nè. Ba món thì mà ăn không hết, mình với mẹ mình ăn giờ còn dư, mình thu cô đem về nhà. So we are full now and we can't finish this, so we got to go and bring it home and eat it. Yeah. Đây mình trà, mẹ mình pha cho mình trà. Ice tea. Nhiều quán ăn dữ lắm nè. So we finished eating and it's 8 o'clock now. We're outside here in Dinky Town. There's so much shops around, a lot of food places around here. Nhiều quán ăn dữ lắm. Tối người ta ra ngoài mua đồ ăn dữ lắm rồi các bạn. Có Minneapolis. We just got home, guys. Hi các bạn, mình đi ăn nhà hàng về rồi. Bữa nay là sinh nhật của mình đó. Mẹ mình mua mình cái bánh birthday cake nè. Bây giờ mình thổi bánh birthday cake. So we got back from the restaurant. Today is my birthday and my mom got me this cake. It is very pretty birthday cake. Cái bánh nhỏ xíu hay cưng quá. It's a cute little cake here. The cake matches my shirt. It's a match. Yes, giờ mình đốt đèn cầy, mình thổi đèn cầy. Đốt đèn cầy. Dạ. Bánh nhỏ xíu. Bánh nhỏ xíu mà đèn cầy thì nhiều. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday my. Happy birthday my. Bánh nhỏ xíu. My birthday. Special day. Cảm ơn mẹ. Thank you mom. Mua cái bánh thì cưng không? Thấy cưng quá à. Bánh bự ăn đâu có hết. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my. Thank you, happy mom. Happy birthday to my. Thank you, mom. Đi nho đồ, bom đồ, ăn cherry thôi chứ. Yeah. Làm gì? Đi ăn nhà hàng rồi. Cắt bánh ra ăn coi ngon không? Yeah. Chocolate cake. Oh.
ngọt không, nó nói không ngọt không. Dạ. À. Chocolate ngon. Ừ. Ngon. Bánh này được, ăn không có ngọt lắm, ngon. Ừ. Và chocolate nữa. Được, ăn bánh này ngon nè. Ừ, cảm ơn mẹ, mua bánh này ngon. Mua cái bị lớn ăn. Dạ, cái gì vừa rồi. Ừ. Cái bánh chocolate này nè, tôi nó thích lắm. Dạ. Nữa biết mua cái bự. Không phải được. It's not too sweet, it's good. Ăn thanks nhò mom. Ăn nhò nè. Dạ. Nhò cũng ngọt quá hả mà. Ừ. Ăn thử strawberry đi. Này ngon, bánh này ngon, con thích bánh này nè. Cảm ơn mẹ. Ngon hả? Ngon ngọt quá. Bông cũng đẹp nữa, cảm ơn mẹ. Pretty flower, thanks mom. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Like, share, comment, subscribe. Và mình sẽ hẹn các bạn video sau nha các bạn. Chào các bạn. Guys, thanks for watching. Like, share, comment, subscribe. We'll see you in our next video. Bye guys. Bye bye các bạn nha.